Hàng ơi. Con hiểu của mình rất là khôn mọi người ạ. Đấy, mình đang dạy nói cho nó. Để nó xuống lấy cho mày mấy quả nhãn nhá. Mình xuống mình lấy cho nó mấy quả nhãn rồi nhá. Hàng ơi. Đây, cho mày ăn ít cùi nhãn nhá. À, ăn đi. Đấy. Quả này rất thích ăn hoa quả mọi người. Bình thường là mình hay cho nó ăn chuối nhưng mà hôm nay không có chuối. Cho ăn tạm ít cùi nhãn. Khổ lắm. Gọi cảnh ơi rất là rõ mới to mọi người ạ. Nó hét ầm lên. Thì thoảng nó nhìn đi mình là nó cứ hét ầm bên cạnh nó mình to lắm. Này. Ăn đi. Mọi người để mình đi nhá, mình nấp đi cái nào nó không nhìn đi. Nó không nhìn đến mình cái nó lại gọi nhá. Để mình nấp đi nhá. Thấy chưa? Mọi người nhìn chưa? Nó không nhìn thấy mình cái nó quạt ầm lên ngay. Đấy, con này khôn lắm. Đây, quạt gì? Ý một tí rồi nè, ăn đi. Mọi người nhìn nó thông minh không? Đấy. Không nhìn thấy mình cái nó quạt ầm lên ngay. À. Nó đói nó quạt ầm lên ngay. Nói cái gì đây? Chó sủa à? À chó sủa à? Đấy rất thích ăn nhãn rồi. À, lúc nào ra tao bắt rồi mấy con cào cào nhá. Khi nào mình mà lên cái phòng trọ của mình trên Hải Phòng ấy thì mình sẽ quay cho mình quay cho mọi người xem mấy con chim ở trên đấy của mình. Trên đấy mình có 3 con chích chóe, con chào mào mọi người. Đợt này cuối tuần mình về quê nên mình không quay được. Khi nào mình ra đấy mình quay cho mọi người xem nhá. Đấy. Còn ở quê mình chỉ có một con này thôi mọi người nhá. Thì nhiều anh em cứ tưởng mình nuôi nhiều. Thực ra mình chỉ nuôi có mấy con thôi. Mà mấy con chim này toàn là mình mua thôi mọi người ạ. Chứ mình không bẫy được con nào cả. Con này mình nuôi từ hồi nhỏ, hồi nó mới còn lông ống ấy. Đấy, mình mua là đã 1,3 triệu rồi mọi người, hồi còn lông ống cơ. Bây giờ nó nói rất là sõi rồi, mình dạy nó nói rất là sõi.
đấy. Cảnh ơi, nó không nhìn thấy mình cái nó lại gọi ngay, để mình nấp lên cho mọi người xem nhá, để xem nó gọi lại. Ơi ơi, gì đây, mày gọi gì ấy, gọi suốt đấy hả? À, đứt hết cả tai, đứt hết cả đít rồi, hết nhãn rồi, làm gì còn đâu. Chiều nhá, chiều bắt cào cào nó nhá. À, gọi gì đấy? Đây đây, đứng đây này, gọi suốt rồi. Nó gọi ầm nhà mọi người, nó gọi ầm nhà sốt ruột lắm. Nó không nhìn mình, nó gọi ầm lên sốt ruột lắm. Ngon ngon ngon. Cảnh ơi. Ok đó mọi người nhá. Thì hôm nay mình sẽ mình quay cho mọi người xem một cái video ngắn về con kiểng của mình. Thì có nhiều anh em hỏi quá muốn quay cái dàn chim của mình. Thì tạm thời hôm nay mình quay một cái video ngắn về con nhồng của mình mọi người nhá. Thì trong cái video tiếp theo mình sẽ quay lốt mấy con chim mà mình để trên ngoài để ngoài hải phòng cho mọi người nhá, cho mọi người xem. Đấy, mọi người nhìn thấy con kiểng của mình có thích không? Nói rất là sõi luôn. Đấy, thì bây giờ mình xin kết thúc cái video của mọi người tại đây, video của mình tại đây nhá mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong các cái video tiếp theo nhá. Mình sẽ quay lốt mấy con chim của mình nhá mọi người nhá. Xin chào nhá. Xin chào đây. Xin chào. Chào mọi người nhá.